Trời ơi. Ôi em. Hay là vợ chồng mình chưa luộc đủ đi. Nhưng vợ chồng hồi đây luộc đủ nó cũng mau. Tại vợ muốn tự nhiên biết sao được. Vợ muốn à? Muốn truyền luôn. Như thế em yêu tiếng chung hơn. Còn hai chung cởi trước. Cái gì này? Cái gì thế? Lợn dưa. Nhưng mà cả nó sầu nhất. Tôi đến trong tôi cười, mà cười lâu bỏ qua khó chịu. Tôi đến cái văn nào chưa? Không á. Ôi, văn hồi ngày nào mà cười thứ tư nó cũng không vui nhé. Ôi nào, tôi cười tiếp rồi. Không vợ cởi, đến lượt vợ cởi. Tôi đến trong cười trước. Không vợ cởi. Ôi, thế mới cởi mẹ luôn đi. Muốn làm gì nào? Trên nơi dịch ra. Đây là cởi áo đi. Không, cởi quần trước, cởi quần trước. À, cởi quần lại đi. Đây. Đấy. Đây rồi. Đã có tiền đi shopping rồi. Đừng gọi đấy là mơ nhá. Ô, thế nào không? Gọi đi shopping đây. Ô, thế không. Bye bye, chồng yêu. Ô, thế còn làm à? Bye bye. Còn đây.